chị em sinh đôi Phương Như và Phương Nhi, 18 tuổi, quê ở Bình Phước, đã ghi dấu ấn trong lịch sử học tập. Cả hai tốt nghiệp trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung, Bình Phước với nhiều thành tích ấn tượng. Phương Như từng đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh, giải khuyến khích cuộc thi văn hóa đọc cấp trường và đạt danh hiệu học sinh ba tốt. Trong năm lớp 12, cô đã thi IELTS và đạt điểm 7.5. Không kém phần, Phương Nhi tham gia các cuộc thi học thuật và đạt giải nhất cuộc thi Global Citizen Toad Marine Health, giải khuyến khích cuộc thi Rise Up SDGs Competition 2022, cùng với giải nhì cuộc thi văn hóa đọc cấp trường. Cũng trong năm lớp 12, Phương Nhi thi IELTS và đạt điểm 7.0. Cả hai chị em thường xuyên trao đổi bài vở và hướng dẫn nhau trong học tập. Đặc biệt, họ đam mê hoạt động xã hội, đảm nhận vị trí chủ nhiệm câu lạc bộ công tác xã hội và là cộng tác viên cho các dự án dịch thuật, thể hiện tinh thần thiện nguyện và mong muốn tạo ra giá trị tích cực cho xã hội. Nhờ sự đam mê và nỗ lực này, học tập của họ luôn được đánh giá cao. Hiện tại, cả hai đang bắt đầu học kỳ đầu tiên tại đại học, tiếp tục thách thức với kiến thức mới. Tuy nhiên, cả hai đánh giá rằng giảng viên dạy rất dễ hiểu và luôn khuyến khích học sinh thể hiện quan điểm cá nhân. Ngoài giờ học, Phương Như và Phương Nhi cũng chăm chỉ rèn luyện các kỹ năng mềm. Vào lớp 11, họ đã quyết định theo đuổi ngành nông học tại trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu tương lai làm chủ nông trại sạch. Quyết định này ban đầu gây ngạc nhiên cho mọi người, nhưng họ đã thể hiện quyết tâm và sự đam mê của mình. Ngay trước ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hai chị em nhận được tin vui khi trúng tuyển đại học thông qua hình thức xét tuyển bằng điểm học bạ. Sung sướng, họ giữ bí mật cho đến sáng hôm sau khi chính thức thông báo cho bố mẹ, mang đến niềm hạnh phúc tột cùng. Cặp chị em này đã từ lâu nuôi ước mơ về việc mở nông trại sạch và phát triển nông nghiệp tại Việt Nam. Phương Nhi, một trong hai chị em, cho biết rằng Việt Nam có tiềm năng phát triển nông nghiệp lớn, nhưng quy trình sản xuất còn gặp nhiều khó khăn và phụ thuộc nhiều vào thương lái. Điều này đã thúc đẩy họ chọn con đường nông học với mục tiêu sản xuất trái cây và rau sạch để xuất khẩu ra thế giới. Đồng thời, cả hai chị em đam mê làm việc trong không gian mở và yêu thích cây cỏ. Điều này cũng là một lý do họ lựa chọn ngành nông học. Cha mẹ của họ là nông dân trồng điều, và họ đã thấu hiểu những khó khăn và đổi kháng của ngành nông nghiệp. Vì vậy, cả hai đều quyết tâm học hành để giúp gia đình và cộng đồng nông dân thoát khỏi khó khăn. Cùng nhập học đại học, cặp chị em này đã gây chú ý khi được các bạn cùng lớp bất ngờ phát hiện. Tuy họ thường bị nhầm lẫn do ngoại hình tương đồng, nhưng bạn bè sau một thời gian đã nhận ra cách phân biệt. Hiện nay, Phương Như đang làm trợ giảng tại một trung tâm tiếng Anh để tự trang trải cuộc sống. Trong khi đó, Phương Nhi muốn trải nghiệm nhiều hơn nên dành thời gian để tìm hiểu về cuộc sống đô thị và tìm kiếm cơ hội mới. Giáo viên chủ nhiệm của họ đã bất ngờ khi cặp chị em này chọn ngành nông học, và họ đã sẵn sàng đối mặt với những thách thức và cơ hội mới mà tương lai có thể mang lại.